Chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Trong cuộc sống, các em cũng thấy có những trường hợp như trẻ em bị đuối nước, hoặc là những người không biết bơi mà bị chết đuối, hoặc là do giật điện. Thì những trường hợp như thế này đều gây nên ảnh hưởng đến sự hô hấp và có thể dẫn đến cái chết. Vậy thì hôm nay cô và các em sẽ được tìm hiểu bài thực hành trong chủ đề hô hấp, bài 23, thực hành hô hấp nhân tạo. Mục tiêu của bài thực hành này là các em sau khi học xong sẽ hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo. Thứ hai, các em sẽ biết được trình tự các bước tiến hành hô hấp nhân tạo. Và thứ ba là các em sẽ biết phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực. Thực hiện cho bài thực hành này thì các em có thể chuẩn bị nội dung sau. Thứ nhất là các em chuẩn bị cái chiếu cá nhân. Thứ hai, gối bông cá nhân. Thứ ba, có thể gạt cứu thương hoặc là cái vải vuông màu khoảng 40x40cm. Phần 3 La Mã, chúng ta tìm hiểu về nội dung và cách tiến hành. Thì bước 1, các em sẽ tìm hiểu bước đầu tiên là loại bỏ cái nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp. Thì có những nguyên nhân nào làm gián đoạn hô hấp? Ở đây cô giới thiệu nguyên nhân đầu tiên, đó là chết đuối. Trường hợp chết đuối do tắm sông hoặc là biển thì các em thấy là tác hại, đó là nước nó sẽ tràn vào phổi làm ngăn cản sự trao đổi khí ở phổi. Vậy thì cách xử lý cho trường hợp này là chúng ta loại bỏ nước ra khỏi phổi bằng cách vừa cõng nạn nhân ở tư thế là dốc ngược đầu và vừa chạy. Đây là những hình ảnh các em cần phải lưu ý. Ví dụ như những nơi mà có nước chảy xiết các em, hoặc là cái nước dâng cao, khu vực lũ, thì trên đầu gối chúng ta không nên chơi hoặc lội ở khu vực này. Và những nơi này thì chúng ta phải nên là gì? Chuẩn bị phao hoặc là những cái vật nổi có trường hợp xiết sự cố chúng ta bám vào. Hoặc là những nơi mà có nước chảy xiết thì chúng ta không nên chơi gần khu vực đó, lỡ chẳng may trượt chân xuống thì rất nguy hiểm. Và chúng ta cũng không nên lội qua cái khu vực có nước chảy xiết như thế này. Và hàng năm thì ở nước ta cũng có rất là nhiều trường hợp đau thương xảy ra là do những trẻ em, những bạn mà chưa biết bơi mà đi tắm biển, tắm sông mà không có người lớn. Ví dụ như vào thời gian vào ngày 13 tháng 3 2021 thì có 3 học sinh trốn bố mẹ đi tắm sông, thì trong đó có 2 em bị chết đuối. Hoặc là ngày 31 tháng 8 năm 2021 thì có 5 học sinh mới đây thôi các em, ở Nam Định đi tắm sông thì có 2 học sinh chết đuối. Vậy các em thấy rằng là chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức cũng như là phải biết bơi, những cái khu vực nào cần phải có người lớn khi mà chúng ta tham gia tắm sông hoặc là tắm biển. Và một cái nguyên nhân khác nữa đó là điện giật các em. Đây là một nguyên nhân rất là nguy hiểm. Bầu trời sấm sét hoặc là những khu vực mà bị điện giật, thì những người mà bị điện giật thì các bạn thấy rằng là cái tác hại đó là gây co cứng các cơ hô hấp, làm gián đoạn cái quá trình thông khí ở phổi. Vì nếu như gặp trường hợp này thì chúng ta phải biết xử lý, đó là tìm vị trí cầu dao hay là công tắc điện để ngắt cái dòng điện này. Chúng ta phải tìm được vị trí. Trong trường hợp không tìm được vị trí, chúng ta đừng có chạy lại mà để cứu cái người đó liền, chúng ta sẽ dễ bị điện giật càng nặng hơn nữa. Như trong hình thì các em thấy là có thể dùng những cái vật như là cây gỗ cách ly, dép thì chúng ta nên mang dép là để cách ly được cái khi mà cứu người. Và một cái nguyên nhân thứ ba đó là lâm vào cái môi trường thiếu không khí hay có nhiều cái khí độc. Thì cái môi trường này lâm vào nha các em,
môi trường thiếu không khí. Thì trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là những người ở trong cái môi trường thiếu không khí hoặc là có nhiều khí độc như là khí ga hay là cháy, thì chúng ta thấy thiếu oxy thì cũng cái khí oxy cung cấp cho cái cơ thể nó thiếu thì cản trở sự trao đổi khí, chiếm chỗ của oxy ở trong máu. Thì chúng ta xử lý bằng cách là khiêng nạn nhân ra khỏi khu vực đó, cứu nạn nhân ra khỏi khu vực đó. Đây, các em coi những cái hình ảnh. Và thứ bước thứ hai, chúng ta biết được cái nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ xác định được nguyên nhân, thì chúng ta tiến hành bước thứ hai, đó là hô hấp nhân tạo. Vậy khi nào chúng ta thực hiện hô hấp nhân tạo? Đó là khi mà nạn nhân bị mất nhận thức nè, hoặc là không có phản ứng, tắc đường thở, hoặc là ngừng hô hấp, hoặc là hô hấp yếu, nạn nhân ngưng tuần hoàn hoặc là tuần hoàn yếu, thì lúc này chúng ta tiến hành hô hấp nhân tạo. Và để kiểm tra xem nạn nhân bị mất nhận thức hay là không phản ứng như thế nào, đây các em nhìn thấy, chúng ta sẽ lay và gọi nạn nhân ra một cái hiệu lệnh, thử nạn nhân có phản ứng gì hay không, để chúng ta xác định được có mất nhận thức hay không. Và thứ hai là chúng ta kiểm tra hô hấp. Lúc này ta kiểm tra bằng cách là nghe, nhìn hoặc là cảm nhận người này có còn khả năng hô hấp hay không, có tắc đường thở hay không. Rồi ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra cái hoạt động của tuần hoàn bằng cách là xác định đúng cái vị trí động mạch ở cổ, dùng ba ngón trỏ giữa và áp út để mà cảm nhận cái mạch đó, nghe phần cổ có đập hay không. Chúng ta kiểm tra ha. Rồi. Vậy thì đối với cái việc mà hô hấp nhân tạo thì cô giới thiệu với các em có hai cái phương pháp chính. Thứ nhất là phương pháp hà hơi thổi ngạt. Đây các em thấy hà hơi thổi ngạt, thì khi nào chúng ta thực hiện cái phương pháp này? Các em lưu ý, đó là khi nạn nhân ngừng hô hấp nhưng mà chúng ta qua thấy là tim vẫn còn đập, thì chúng ta thực hiện cái phương pháp hà hơi thổi ngạt này. Thì phương pháp này thực hiện các bước tiến hành như sau. Thứ nhất là làm sạch đường thở bằng cách là chúng ta sẽ mở miệng của nạn nhân và dùng cái ngón tay quét móc hết những cái dị vật có trong miệng của nạn nhân ra, móc hết cái đờm và những cái gì có trong miệng chúng ta móc hết ra. Và thứ hai là chúng ta sẽ đặt nạn nhân nằm ngửa để đầu của nạn nhân ngửa ra phía sau, đây ngửa ra phía sau, thì đưa nạn nhân về cái tư thế nằm ngửa để trên mặt phẳng cứng nha các em, mặt phẳng cứng, và nâng và giữ đầu của nạn nhân về phía sau với một cái bàn tay ở trán này và tay khác thì ở cằm này, một tay ở trán và tay khác ở cằm. Và lúc này chúng ta sẽ mở miệng nạn nhân bằng ngón tay cái và ngón trỏ, ta banh miệng nạn nhân ra. Và chúng ta tiến hành bước tiếp theo, đó là thổi hơi vào miệng của nạn nhân. Thổi hơi là đầu tiên chúng ta sẽ bịt mũi nạn nhân lại bằng ngón trỏ và ngón cái, ta bịt mũi. Rồi ta tự hít một hơi đầy vào lồng ngực, khi hít ta hít thật hơi thật sâu ha, vào lồng ngực. Rồi ghé cái môi sát vào miệng của nạn nhân, rồi chúng ta thổi hết hết sức luôn nha các em, thổi hết sức vào miệng của nạn nhân, không để cho không khí thoát ra ngoài cái chỗ tiếp xúc với cái miệng, chúng ta nắm chặt vào. Và khi mà ngừng thổi để hít vào rồi lại thổi tiếp, ta hít vào ta thổi tiếp, và thổi liên tục khoảng 12 đến 20 phút, 20 lần trên một phút, cho tới khi cái quá trình hô hấp của nạn nhân được ổn định bình thường. Mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy nạn nhân bắt đầu có cái tiến hành thực hiện cái hô hấp bình thường. Và các em lưu ý với phương pháp thổi ngạt này là nếu miệng nạn nhân bị cứng khó mở thì chúng ta có thể dùng tay bịt miệng và thổi bằng mũi nha các em. Nếu tim của nạn nhân đồng thời ngừng đập thì có thể
vừa thổi vừa xoa bóp tim, vừa thổi vừa xoa bóp tim. Và khi xoa bóp tim thì tim ngoài lồng ngực á, thì cần chú ý là không quá mạnh, tức là không làm quá mạnh bạo vì có thể làm gãy cái xương xương sườn nạn nhân. Ta làm vừa phải. Rồi phương pháp thứ hai trong hô hấp nhân tạo đó là chúng ta ấn tim ngoài lồng ngực. Đây là ngoài cái lồng ngực ha. Ấn tim. Vì đầu tiên các bạn sẽ xác định đúng cái vị trí của ấn tim. Ngay cái xương ức á. Và đặt cái ngón cái gót bàn tay lên cái vị trí 1/2 giữa xương ức á các em. Như lúc nãy cô nói giữa xương ức. Đặt vị trí là 1/2 dưới giữa xương ức thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng sức nặng của cơ thể mình áp vào ngực của nạn nhân, cho không khí trong phổi của nạn nhân được ép ra bên ngoài. Ta ấn mạnh vào. Và lưu ý, khi thực hiện liên tục như thế với 12 đến 20 lần trên 1 phút thì cho tới khi sự hô hấp tự động của nạn nhân ổn định bình thường. Và chúng ta có thể cầm nơi hai cẳng tay hay là cổ tay nạn nhân và dùng sức nặng của cơ thể để ép ngực nạn nhân, sau đó dang hai tay nạn nhân và đưa về phía đầu của nạn nhân. Thì cái phần này chúng ta lưu ý thêm đối với phương pháp này ha. Ngoài ra thì cô có giới thiệu thêm một cái phương pháp, đó là chúng ta có thể phối hợp vừa thổi ngạt vừa xoa bóp tim, tức là ấn cái lồng ngực á. Đây thì chúng ta thấy là nếu có hai người, chúng ta thấy thực hiện khi nạn nhân ngừng hô hấp và tim ngừng đập nhé các em, thì một người là thổi ngạt và một người là xoa bóp. Và chú ý người thổi và người xoa bóp này. Và các bạn chú ý rằng là cứ 5 lần nhấn và 2 lần thổi khi mà có hai người cùng thực hiện. Giả sử chỉ có một mình tức là một người thực hiện, thì chúng ta sẽ làm 15 lần ấn tức là nhấn và 2 lần thổi khi có một người thực hiện. Đây là điều chúng ta lưu ý cho cái phương pháp thứ ba này ha. Đấy, chúng ta vừa xem xong cô giới thiệu các phương pháp hô hấp nhân tạo. Bây giờ các em hãy xem cái đoạn video bác sĩ hướng dẫn cách hô hấp nhân tạo. Và sau đó các em sẽ hoàn thành cái bài thu hoạch. Chúng ta ghi cái nội dung chính, các bước hô hấp và vỡ như lúc nãy cô vừa trình bày. Hô hấp nhân tạo cho người lớn và sơ cấp cứu ban đầu. Bạn có biết khi người bị nạn ngừng hô hấp sau 4 phút tim ngừng đập, từ 4 đến 6 phút não tổn thương, từ 6 đến 10 phút não tổn thương nặng, trên 10 phút mất não hoàn toàn, tử vong. Cách xử trí: đặt nạn nhân trên mặt phẳng cứng hoặc nền, sàn nhà. Kiểm tra đáp ứng của nạn nhân. Kiểm tra mạch cảnh trong 5 đến 10 giây. Gọi cấp cứu. Tiến hành hồi sức tim phổi. Theo quy trình, cứ 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt. Lưu ý, 2 lần thổi trong khoảng từ 6 đến 8 giây. Trường hợp một người cấp cứu: quỳ bên cạnh người bị nạn, hai bàn tay chồng lên nhau, các ngón tay đan vào nhau, đặt gót bàn tay trên hõm ngực, luôn giữ hai khuỷu tay thẳng. Ấn ngực nạn nhân sâu xuống từ 4 đến 5 cm. Động tác liên tục, dứt khoát và nhịp nhàng. Dùng một tay giữ trán, một tay nâng cằm. Tay giữ trán bóp mũi, tay còn lại đẩy hàm. Hít hơi dài, áp miệng khít miệng người bị nạn và thổi hết hơi. Cứ 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt, 2 lần thổi trong khoảng từ 6 đến 8 giây. Tiếp tục cho đến khi có các dấu hiệu sống. Kiểm tra nhanh 2 phút một lần, không ngừng quá 10 giây. Trường hợp hai người hồi sức: 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt, tần số 100 đến 120 lần một phút. Tiếp tục cho đến khi có các dấu hiệu sống. Kiểm tra nhanh 2 phút một lần, không ngừng quá 10 giây. Sau khi có dấu hiệu sự sống, kiểm tra mạch, nhịp thở. Nghiêng người đúng tư thế.
kiểm tra xem các em đã hiểu bài cái thực hành này tới đâu. Cô có những câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, các em lựa chọn câu trả lời đúng nhất nha. Câu hỏi thứ nhất là khi tiến hành phương pháp hà hơi thổi ngạt. Khi nào tiến hành phương pháp hà hơi thổi ngạt? Thì đó là chúng ta sẽ thực hiện. A là khi nạn nhân còn tỉnh táo, B là khi nạn nhân ngừng hô hấp nhưng tim còn đập, C là khi nạn nhân ngừng hô hấp và tim ngừng đập, và D là cả 3 A, B, C. Như vậy chúng ta chọn đáp án đó là khi nạn nhân ngừng hô hấp nhưng tim vẫn còn đập nha các em, thì chúng ta mới sử dụng phương pháp này. Câu số 2, phương pháp thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực có điểm giống nhau đó là gì? Đó là phục hồi sự hô hấp bình thường cho nạn nhân. Đó là cả hai đều thực hiện để có sự phục hồi sự hô hấp bình thường ha. Và câu số 3, thì phương pháp thổi ngạt có ưu điểm hơn so với phương pháp ấn lồng ngực đó là gì? A là dễ thực hiện, B đảm bảo số lượng không khí đưa vào phổi, C không làm tổn thương lồng ngực, D cả 3 đều đúng. Đúng rồi, đó là đáp án D. Chúng ta thấy phương pháp thổi ngạt như vậy là dễ thực hiện đúng không? Cả 3 đáp án luôn. Còn thứ 4, đáp án C, đó là trường hợp nào sau đây không phải hô hấp nhân tạo? Chắc chắn các em trả lời là đáp án C, đó là khi mà nạn nhân xỉu do bị vết thương chảy máu. Vết thương chảy máu, mất nhiều máu là xỉu, thì chúng ta không phải thực hiện hô hấp nhân tạo nhé, các em lưu ý. Vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em nhớ xem lại và ghi nhớ các phương pháp hô hấp nhân tạo. Rồi xem trước cho cô cái chủ đề tiêu hóa, đặc biệt là bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở bài sau.